Chiều ngày 14 tháng 5, lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An cho biết, sau thời gian dài tìm kiếm, đến nay vẫn chưa rõ tung tích 5 người liên quan đến hai vụ án đang điều tra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Những người này là Võ Thị Diễm My, 25 tuổi, Lê Thanh Kỳ Duyên, 31 tuổi, con gái ông Lê Tùng Vân, luật sư Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh. Lãnh đạo cơ quan an ninh điều tra cho biết, trường hợp chưa tìm được những người này, cơ quan điều tra sẽ tách thành vụ án riêng để điều tra sau. Đối với trường hợp võ thị Diễm My ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, 5 năm trước bảo nhà đến tỉnh Thất Bồng Lai ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa do bà Cao Thị Cúc lập để tu cùng 20 người khác. Gia đình cho rằng con gái bị những người ở tỉnh Thất rụ rỗ nên đã nhiều lần tìm đến đưa về nhưng không được phải trình báo công an. Diễm My sau đó trở về nhà một thời gian rồi quay lại tỉnh Thất. Cơ quan an ninh điều tra xác định, trong thời gian sống tại tỉnh Thất Bồng Lai, Diễm My đã đăng tải các video lên mạng xã hội với thông tin sai sự thật, vu khống công an huyện Đức Hòa cùng cha mẹ ruột. Từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, Diễm My lần lượt bị công an thành phố Hồ Chí Minh và công an Long An ra quyết định truy tìm để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và vu khống Tuy nhiên, sau hơn 3 năm tìm kiếm, cảnh sát không xác định được tung tích của người này. Mới đây chia sẻ với phóng viên báo chí, bố mẹ Diễm My cho biết gia đình đã nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng, cộng đồng mạng và đi tìm khắp nơi, nhưng con gái đến nay vẫn bặt vô âm tín. Bà đoàn Thị Tuyết Mai, mẹ ruột của Diễm My cho biết, My vốn là cô bé hiền lành, thông minh, thường xuyên phụ giúp bà mẹ quản lý việc kinh doanh tại nhà. Trước khi đến tỉnh thất Bồng Lai, Diễm My đang học năm thứ ba tại một trường đại học có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh và gia đình cũng đã chuẩn bị giấy tờ cho My đi du học. Theo lời kể của bà Mai, biến cố ập đến vào năm 2019 khi gia đình bà đi thiện nguyện ở Vũng Tàu. Trong chuyến đi này, Diễm My tình cờ quen biết nhóm người sống trong tỉnh thất Bồng Lai. Từ đó Diễm My thường nhận được các cuộc gọi điện thoại rủ về tỉnh thất để học giáo lý tu tập 3 ngày một tuần. Diễm My còn nói với mẹ rằng tại đây có những người rất tài năng, khi con bà tu tập, nếu đắc đạo sẽ dắt bà theo. Đến giữa tháng 12 năm 2019, sau khoảng thời gian con gái sống tại tỉnh Thất Bồng Lai, gia đình đã đến đây để yêu cầu Diễm My trở về nhà. Xong sau khi trở về được 6 tháng, Diễm My tìm mọi cách bỏ đi và mất liên lạc từ đó đến nay. Chia sẻ thêm với phóng viên báo Dân trí, ông Thắng, bố của Diễm My cho biết, khi Diễm My bỏ trốn khỏi nhà và quay clip tung lên mạng xã hội, nói những điều sai sự thật về ông và gia đình ông. Ông có làm đơn tố cáo con gái đến cơ quan chức năng, phía công an cũng ra thông báo truy tìm Diễm My. Thời gian sau, ông mới nhận ra rằng những điều con gái vu khống có thể do những người trong tỉnh Thất Bồng Lai giản dựng kịch bản, khống chế và ép Diễm My thực hiện với mục đích để gia đình từ mặt. Họ làm vậy để chúng tôi bỏ luôn con gái rồi thực hiện chiếm giữ Diễm My. Bây giờ nghĩ lại tôi thương con mình hơn, không oán trách con nửa lời và chỉ mong sớm ngày được đoàn tụ với con gái. Theo bà Mai, nhiều người trên mạng xã hội tung tin Diễm My đã có em bé. Thực tế gia đình bà xác minh nhiều nguồn từ cơ quan chức năng, người dân địa phương và các bệnh viện nắm được thông tin con gái chưa có con. Bà nghi vấn Diễm My đang bị nhóm người trong tỉnh thất giấu ở một nơi nào đó. Bà khẳng định suốt cuộc đời này vẫn mãi tìm con đến hơi thở cuối cùng và không bao giờ bỏ cuộc. Có thể trước đây, tội danh của cha con ông Lê Tùng Vân chưa đưa ra ánh sáng, Diễm My tin họ vào oán trách gia đình nhưng đến nay mọi chuyện đã sáng tỏ, bà hy vọng con gái sẽ nhìn nhận cái sai của mình và thức tỉnh. Theo bà, nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai đã phá tan nát cuộc đời của Diễm My. Năm năm qua gia đình bà chưa có một ngày hạnh phúc. Mỗi ngày bà hay ngồi ở cửa để nhìn ra đường trông ngóng con gái quay về trong vô vọng. Bà Đoàn Thị Tuyết Mai cho rằng Diễm My bị cha con ông Lê Tủng Vân dụ dỗ trong thời gian dài mới khiến con gái mê muội như vậy. Càng nghĩ về điều đó, bà càng thương con gái nhiều hơn nhiều lần đến tỉnh thất bồng lai tìm con, bà bị ông lê tùng vân dùng tay chỉ mặt bảo diễm my đã trên 18 tuổi, có quyền quyết định cuộc đời, gia đình không có quyền đòi lại con. vợ chồng bà mai cho biết sau này khi diễm my quay về, ông bà sẽ tạo điều kiện cho con theo đuổi ước mơ, sở thích để tiếp tục tương lai của riêng mình. ông bà hy vọng cơ quan chức năng điều tra và xử lý cho con ông lê tùng vân đúng người đúng tội. người thứ hai bị truy tìm là lê thanh kỳ duyên có hai con do liên quan vụ án loạn luân. Trước đó, ông Lê Tùng Vân công bố Duyên là trẻ mồ côi, được ông nhận nuôi từ nhỏ tại trại dưỡng lão cô Nhi ở thành phố Hồ Chí Minh và đưa về tỉnh Thất Bồng Lai sinh sống. Năm 2021, Cơ quan An ninh Điều tra nhận được đơn tố giác tội phạm cho rằng ông Vân có hành vi loạn luân. Sau thời gian điều tra, cảnh sát căn cứ kết quả giám định ADN đối với Kỳ Duyên và những người tại tỉnh Thất Bồng Lai, xác định Kỳ Duyên là con ruột của ông Vân và bà Lê Thu Vân, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Đến ngày 19 tháng 4, ông Vân bị khởi tố về tội loạn luân, cho tại ngoại. Cơ quan điều tra khẳng định có đủ chứng cứ bị can quan hệ loạn luân với con ruột và đã có con, lúc này Kỳ Duyên đã bỏ trốn. Ngoài ra để làm rõ sự thật khách quan của vụ án, nhà chức trách cũng gửi công văn đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ra soát lại thông tin khám chữa bệnh và sinh con đối với Kỳ Duyên và hai người phụ nữ 31 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh và 29 tuổi quê Đồng Nai. Ông Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Đặng Định Mạnh là 300 trong năm luật sư bảo chữa cho ông Lê Tùng Vân và đồng phạm trong vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hồi giữa năm 2022. Một năm trước, Công an Long An nhận được thông báo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C05 Bộ Công an về việc ba luật sư này đã đăng nhiều video, hình ảnh, lời nói, bài viết lên mạng xã hội với nội dung có dấu hiệu hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Cụ thể các luật sư cho rằng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm huyện Đức Hòa có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự, xâm phạm hoạt động tư pháp trong việc điều tra truy tố và xét xử đối với thân chủ. Để phục vụ công tác điều tra, công an tỉnh Long An đã nhiều lần gửi giấy triệu tập ba người nhưng họ đều vắng mặt không lý do. Công an phường nơi họ cư trú và thân nhân xác nhận họ không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ và không liên lạc được. Vì vậy đến ngày 11 tháng 6 năm 2023 Cơ quan điều tra ra quyết định truy tìm ông Miếng Mạnh và Lân để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm. Tịnh thất Bồng Lai là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Khoảng 10 năm trước, bà này đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà và biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Năm 2015, ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đến đây sống cùng bà Cúc. Bản án phúc thẩm cuối năm 2022 xác định Ông Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên lập tài khoản YouTube Nam Chú Tiểu, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên Hoàn Nguyên Official, đăng nhiều video có nội dung ảnh hưởng xấu, thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự uy tín tập thể cá nhân, trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Long An, Thượng tọa Thích Nhật Tử. Ông Vân bị phạt tù 5 năm, các bị cáo còn lại lĩnh 3-4 năm tù. Tuy nhiên đến nay ông Vân chưa thi hành bản án này. Ngoài hai vụ án đang điều tra, cảnh sát đang làm rõ đơn tố cáo những người tại tỉnh Thất Bồng Lai có hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện. Xoay quanh vụ việc này, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ký công văn 4060 gửi khẩn bệnh viện công lập và ngoài công lập, các trung tâm y tế và phòng y tế quận huyện, thành phố Thủ Đức chỉ đạo phối hợp giả soát, cung cấp thông tin tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến vụ án loạn luân tại Long An. Tại công văn, lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được công văn của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An về việc yêu cầu cung cấp chứng cứ tài liệu có liên quan đến vụ án hình sự loạn luân phát hiện năm 2021 tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Do đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiến hành giả soát thông tin khám chữa bệnh các đối tượng theo yêu cầu của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An và cung cấp cho cơ quan này Sở Y tế giao phòng y tế Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức triển khai công văn này đến tất cả các trạm y tế xã phường, phòng khám đa khoa chuyên khoa trên địa bàn. Tại công văn gửi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, vụ án hình sự đoạn luân phát hiện năm 2021 tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An xác định ba đường sự có liên quan đến vụ án nêu trên, bao gồm Lê Thanh Huyền Trang, 31 tuổi, Lê Thanh Kỳ Duyên, 31 tuổi, cùng ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và vòng Kim Xuân 29 tuổi ở ấp 2 xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai, ấp 2 xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Căn cứ điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến vụ án đang điều tra. Theo đó, từ năm 2006 đến nay, ba đương sự trên có khám chữa bệnh, khám thai, sinh con tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hay không? Nếu có, đề nghị cung cấp thông tin và tài liệu có liên quan.